đêm qua đang ngủ bạn móc đít tôi đúng không? Trêu bạn tí có gì đâu. Ấy da, bạn hơi bị quá đáng đấy nhá, đít tớ sưng vù lên rồi. Thế giờ bạn bắt đền tớ à? Thế tôi làm gì bạn mà bạn móc đít tôi? Người ta đã bảo trêu rồi còn cố tình hỏi nhiều, mà bạn cũng vừa phải thôi. Bạn bằng phần ba của tớ, hung hăng là cái gì? Bạn dám khinh tôi à? Thế bây giờ ý bạn như nào? Bạn nghĩ kỹ chưa? Không phải nghĩ, bạn ra đồn đi. Không phải nghĩ, bạn ra đồn đi. Ấy da, cái thằng này chắc vừa hút đủ à? Tao chả hút cái gì cả, mỗi mi thuốc lào. Lấy cái thuốc lào này. Lấy cái thuốc lào này. Tiên sư mày vừa đen còn lắm lông, gây lưng tao rồi. Ai bảo mày nao vào? Tao phải tao mách chị tao. Thằng này, sao mày ứng nó đau vậy? Dám bảo em là đã đen còn nhiều lông, thật à? Nhưng mà nó móc đít em. Thì sao mày móc đít nó? Móc đít thì em trêu nó. Thế mày trêu nó thì được, còn nó lại không trêu mày được à? Tiên sư cái thằng đã đen còn lắm lông. Ra đây chơi vật nhau bạn ơi. Bạn bè cái quần què, mày tránh xa tao ra. Bạn vẫn dặn tớ chuyện hôm trước à? Tao giờ chả dây dưa gì với chị em nha mày. Chị tớ tát có 3 phát mà bạn cũng dỗi. Tớ còn bị bạn tát suốt ngày. Thôi bỏ qua đi, ra đây vật nhau với tớ tiếp nào. Tớ thề tớ hứa, lần này mà bị đau tớ không gọi chị tớ nữa. Thật nha. Ok, đứa nào nuốt lời làm chó. Bạn sẵn sàng chưa? Rồi, bạn vào đi. Chết cha bạn đi nè. Sao, có đau không? Không đau lắm, hơi choáng tí thôi, vẫn chơi tiếp được. Ai chà, hôm nay bạn mình khá quá nhỉ. Nào, chơi tiếp nào. Ôi dồi ôi, bạn phụt cả dáng vào mặt tớ rồi. Xin lỗi, tớ không cố ý. Chơi khỉ gì mà chơi kỳ cục vậy. Thôi chơi tiếp đi. Lần này mà bạn còn phụt dáng vào mặt tớ, tớ phải tớ bách bố tớ luôn đấy. Ôi trời ơi, bách bố à? Thế thì tớ không chắc đâu, bạn tự chơi một mình đi nhá.